nguyễn xuân nghĩa đôi lời phi lộ tôi chỉ có công thu thập và đãi lọc tin tức từ nhiều nguồn khác nhau trong nhiều năm anh em gần xa theo dõi từ lâu nên tin cậy khi vụ khủng hoảng ukraine bùng nổ nhiều người gần xa thấy có tin gì mới lạ gửi cho tôi để chia sẻ nhờ đó jaina max forum trở thành một ngã tư trên một vùng bát ngát đầy nhiễu âm ồn ào đúng sai chưa rõ kể cả loại tin giả để tuyên truyền GanaMax forum trở thành nơi có nhiều tin nhất và sớm nhất. Đó là kết quả của sự góp sức của nhiều người. Tôi có mua tin từ những hệ thống thông tin đáng tin nhất thì cũng chỉ là bước khởi đầu, dù sao đã có từ lâu. Giữa các biến động hàng giờ trong ngày, chúng ta có quá nhiều tin nên khó kiểm lại và lùi xa một chút để suy luận về nhân quả, cái gì là nguyên nhân, cái gì là hậu quả, hầu có thể dự đoán được tương lai 2-3 ngày hai ba tháng hoặc nhiều năm sắp tới tôi tạm ngưng một giải ảo chính là vì những dồn dập đó vậy mà giữa những ồn ào của tin tức ta cần để lọc hầu có thể hiểu ra sự thể hiểu ra đã là khó từ đó suy ngẫm về hậu quả chúng ta lại còn một thứ nhiễu âm khác những người việt nam chưa hiểu gì hết tiếng việt gõ còn sai nhục nhảy vào bình luận lung tung tôi không muốn giữ cái trung tâm bát nháo này nữa và thấy mang tội với những người ở xa, phần đông còn rất trẻ, khi thấy có tin là phóng cho tôi. Trong khi đó, duy trì Jaina Max Forum không là đơn giản vì ta còn chế độ kiểm duyệt kín đáo mà thâm hiểm của Facebook với bọn dư luận viên nhảy vào loan tin giả, xuyên tạc và nói láo, chặn bọn khốn đó thì dễ. Mỗi ngày phải xóa dù chúng dùng trương mục khác, chiếu xoay trở với Facebook thì rắc rối hơn. Nhiều năm trước, tôi đã nói đến hiện tượng thông tin tràn ngập và tai họa bất lường của hiện tượng đó. Ngày nay, ở giữa ngã tư, tôi chết kẹt. Kẹt nhất là nhiều người Việt có biệt tài hùng hồn nói về những điều họ không biết. Như dạy dỗ Ukraine phải làm thế này, NATO làm thế kia, bầu cử Pháp sẽ ra sao? Bị kiểm duyệt quá lâu, khi có một chút tự do là họ ồn ào lên tiếng, và vì đặt danh nên không chịu trách nhiệm. Tôi không có thời giờ giải quyết ngần ấy chuyện kỳ cục, trong khi hàng ngày vẫn nghĩ đến nhu cầu thật cho mọi người chúng ta, là kịp thời biết những gì đang xảy ra và hậu quả thế nào cho đất nước, gia đình và cho chính mình. Đây là chưa nói đến lĩnh vực kinh tế toàn cầu, bị trôi vào hiện tượng vừa lạm phát vừa suy trầm và nhiều nước sẽ thiếu ăn. Giải pháp dễ cho tôi là bỏ cuộc chơi, không có lợi mà cố làm là động thái của người điên. Nếu điều ấy đi ngược với lý tưởng ảo tưởng của tôi thì cố tìm giải pháp khác, duy trì hệ thống này nhưng không cho bình luận là hợp lý nhất, nhưng lại chặn một thiểu số có tâm huyết là mất cơ hội phát biểu những ý kiến chân thành. Tôi đang do dự và có lẽ thiên về giải pháp cũ, thực hiện một giải ảo thời sự trên YouTube rồi ít lại trên Facebook. Và không mấy lạc quan cho tương lai Việt Nam. Tôi chờ đợi ý kiến của anh em gần xa tôi cùng chấm dứt viết cho việc Cáo là anh em ruột thịt kể từ đó. Nếu được sự ủng hộ đông đảo của mọi người tôi sẽ cố gắng quay trở lại với giai na Max Forum. Mọi người ủng hộ tôi bằng cách tham gia hội viên trên kênh youtube Giai Na Max Forum này. Xin cảm ơn.